Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, thầy là người Việt Nam đầu tiên được Viện Hàn lâm Khoa học Hungary trao phần thưởng. Thầy có gần 10 năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ. Thầy được mệnh danh là người mở đường cho nền công nghệ thông tin Việt Nam trong thương vụ mua bản quyền Microsoft Office với Bill Gates. Thầy từng là nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hiện tại, thầy là trưởng khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Đại Nam. Hôm nay chúng ta học cái bài thứ ba, nhưng bài này là bài đầu tiên về lập trình, đúng không? Hai bài trước chúng ta đã nói về cách học công nghệ thông tin là gì, rồi máy tính là gì. Cái đấy rất là cần thiết cho việc lập trình, tại vì nếu mà lập trình mà chúng ta không biết thế nào là máy tính, thế nào là phần cứng thì rất là khó. Thế sau đó chúng ta, lần trước chúng ta học về cách học lập trình. Thế bữa nay thì chúng ta sẽ học lập trình trực tiếp. Nội dung của bài giảng này thì sẽ gồm hai phần. Tôi không nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ học hết cả hai phần. Nhưng mà nói chung là một bài giảng thì bao giờ cũng bao gồm hai phần. Tức là phần thứ nhất là phần cơ bản và kỹ năng. Kỹ năng có nghĩa là quen tay, đúng không? Làm sao cho chúng ta đã học kỹ năng có nghĩa là học lập trình, tức là học một loại kỹ năng, tức là làm sao chúng ta phải quen tay. Đấy, thứ hai nữa là học thực chiến và học kỹ xảo, tức là bài toán nó phức tạp hơn và phải khéo tay nữa. Đấy, vừa quen tay vừa khéo tay, tức là nói chung học về kỹ năng là chỉ làm thôi, phải có tay, đúng không? Chứ còn không có lý luận nhiều. Thế thì chúng ta sẽ tiếp tục. Thế phần kỹ năng thì sẽ có 4 phần. Phần thứ nhất là cách học lập trình. Chúng ta sẽ ôn lại cái cách lần trước chúng ta đã nói là học thì là bằng đọc cộng vọc, đúng không? Thứ hai là tôi đưa một khái niệm rất là quan trọng đối với lập trình. Đấy là sơ đồ luồng. Thì chúng ta có một bài toán lập trình, xong làm thế nào từ bài toán lập trình đó chúng ta đi đến chương trình, hay còn gọi chúng ta bây giờ chúng ta dùng tiếng Anh cho nó quen nhé, tức là code, đúng không? Đến code. Và thứ ba là chúng ta học chiêu vỡ lòng thì chúng ta phải thuộc khẩu quyết đã, giống như là chúng ta tập võ chẳng hạn, chúng ta cũng có khẩu quyết, đúng không? Phải làm thế này làm thế kia, thì ba chiêu vỡ lòng chúng ta phải có khẩu quyết để học thuộc lòng. Và phần thứ tư là mổ thư viện chuẩn, đúng không? Mổ thư viện đấy là một cái rất là quan trọng trong lập trình. Thì chúng ta sẽ học ba chiêu vỡ lòng, khẩu quyết thôi chứ chưa rèn luyện. Xong sang đến thực chiến thì chúng ta sẽ rèn luyện ba chiêu vỡ lòng này. Mà chúng ta thành thục thì có thể lập trình bất cứ thứ gì trên đời này, đúng không? Thế thì chúng ta lần lượt học về cách học lập trình trước. Cái phần thực chiến thì là phần kỹ xảo, thì cũng có 4 phần. Cốt thực chiến, tức là đọc và sửa cốt như thế nào. Tức là chúng ta mở cốt và chúng ta đọc được và chúng ta sửa. Chúng ta đọc nhiều cốt và sửa nhiều cốt thì đến lúc nào đấy chúng ta sẽ viết được cốt. Thứ hai là chúng ta tìm hiểu một cái khái niệm, mà một cái cấu trúc dữ liệu trong lập trình hay được dùng, và người lập trình tối thiểu phải biết cái cấu trúc đó là gọi là mảng. Và ở trong ngôn ngữ chúng ta học sẽ dùng ngôn ngữ C để mà học, thì trong ngôn ngữ C nó có một cái mà gọi là khó nhất đối với C là con trỏ, và để sử dụng vòng lặp để mà xử lý mảng. Xong sau đó thì chúng ta xây dựng hàm và học cách truyền dữ liệu. Và chúng ta học một cái hàm quan trọng là hàm malloc về để mà cấp phát bộ nhớ. Đó. Thế thì cái phần kỹ xảo chúng ta sẽ bàn sau. Nếu hy vọng là hôm nay chúng ta cũng học được luôn kỹ xảo, nhưng nếu không học kịp thì hôm nay chúng ta cứ học kỹ năng đã. Tôi sẽ đi rất chậm, đúng không? Cơ bản thì kỹ năng thì gồm như sau. Thì trước tiên chúng ta sẽ hiểu nguyên nhân của những cái người mà học lập trình mà thấy khó khăn. Là nguyên nhân của khó khăn ấy, là do chưa biết cách học. Và học lập trình thì thực ra là không khó, nhưng nếu mà chúng ta học vẫn như cách chúng ta học hiện nay ở trường phổ thông, đặc biệt là trường phổ thông, thì nó sẽ khó. Đó, cho nên tôi sẽ nhấn mạnh cái cách học mới. Thứ hai là nhiều khi là các thầy dạy về môn lập trình này ấy, thì nói có quá nhiều khái niệm mới mà nói xong thì mình quên mất, hoặc là mình đọc sách cũng thế thôi, người ta trình bày chương 1 là rất nhiều khái niệm, thế mà đọc xong lại quên mất, khi mà gặp thì không dùng được. Thế thì mà
không dùng được thì chúng ta học từng bài một, rồi chúng ta cứ thấy thiếu thiếu một cái gì đấy và gọi là mất cơ bản, đó, dần dần chúng ta sẽ thấy khó. Và điều quan trọng hơn cả là học lập trình là phải rèn luyện thật nhiều, đọc thật nhiều code, viết thật nhiều code. Thế thì nếu mà ít rèn luyện thì không bao giờ nhớ được. Tại lập trình nó không phải giống như là học lý thuyết, học toán, mà nó cứ phải là phải rèn luyện thật nhiều. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào đọc và vọc đã, đúng không? Thế thì chúng ta trước tiên là chúng ta phải nhớ khẩu quyết, để mà khi mà chúng ta học khái niệm vào ấy, thì chúng ta có khẩu quyết thì chúng ta sắp xếp lại những khái niệm. Sau này học đến khái niệm nào chúng ta nhớ khái niệm đấy. Thứ hai là khi mà đọc đến đâu chúng ta phải tìm ví dụ đến đấy. Bất cứ cái khái niệm gì đưa ra cũng phải lấy được ví dụ để mà hiểu khái niệm. Sau khi hiểu khái niệm, có khẩu quyết rồi, đúng không? Hiểu khái niệm rồi và sắp xếp được các khái niệm vào trong theo khẩu quyết rồi thì mọi việc sẽ rất dễ dàng. Thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có hai cột, một cột là đọc, đúng không? Chúng ta đi từ khái niệm, xong sau chúng ta lấy ví dụ để hiểu cái khái niệm đó, đúng không? Xong đó thì chúng ta đọc code. Tại vì trong code đó thì sẽ có khái niệm đó. Thì code thì giống như lần trước chúng ta đã nói là chúng ta có văn bản, đúng không? Thì chúng ta đọc code thì cũng như đọc một cái văn bản thôi. Và từ văn bản chúng ta sẽ lập thành sơ đồ. Đấy. Lần trước chúng ta nói là sơ đồ 37 hoặc là sơ đồ gì đó, chúng ta phải có sơ đồ khối. Nhưng mà viết thì khi mà chúng ta lại xuất phát từ ngược lại, chúng ta xuất phát từ sơ đồ, xong chúng ta lại sử dụng khái niệm, thì chúng ta ráp các khái niệm ấy thành một đoạn, và sau đó thì chúng ta viết thành code. Đấy, thì đấy là cái quá trình viết code là bên tay phải. Thì chúng ta nhớ là cái kỹ năng học là nó lập trình là như thế này. Thế thì trọng tâm bước đầu chúng ta sẽ làm cái vòng đầu tiên, đúng không? Đầu tiên là chúng ta bắt đầu từ khái niệm, xong chúng ta lấy ví dụ, xong rồi chúng ta đọc các ví dụ đó. Thế xong sau đó chúng ta tiến tới là chúng ta viết các ví dụ. Đầu tiên thì chúng ta đọc được, chúng ta sửa một số code đã. Xong sau dần dần thì chúng ta có thể biết cách viết một cái code, đoạn code. Thế thì để quay trở lại là chúng ta hiểu bản chất của lập trình đã, đúng không? Nhắc lại kiến thức của bài đầu tiên là chúng ta nói là bản chất của lập trình là gì. Thì để chúng ta thấy mọi việc nó sẽ dễ. Chương trình máy tính, đúng không? Là chẳng qua là chúng ta làm thế nào mà dữ liệu đầu vào, chúng ta xử lý được dữ liệu đó và chúng ta cho dữ liệu đầu ra, trả lại dữ liệu đầu ra. Thì đấy gọi là lập trình. Có vậy thôi, tức là có dữ liệu đầu vào, chúng ta viết những cái lệnh để xử lý nó và chúng ta thu được dữ liệu đầu ra. Và làm sao dữ liệu đầu ra chúng ta phải in ra hoặc là chúng ta ghi vào file, chúng ta truyền cho người dùng. Đúng không? Thì đấy gọi là chương trình máy tính, nhiệm vụ nó chỉ thế thôi. Thế thì có một tí nữa chúng ta phải nói thêm. Tức là cái ngôn ngữ hôm nay chúng ta sẽ học ngôn ngữ C. Và ngôn ngữ C là một ngôn ngữ biên dịch. Chúng ta viết một cái chương trình, thì sau đó thì cái bộ SDK ấy, nó sẽ dịch ra ngôn ngữ máy, đúng không? Xong sau đó thì nó cái đầu, khâu đầu tiên nó gọi là dịch. Khâu thứ hai thì nó mới gọi là khâu mà kết nối, tức là các thư viện có sẵn, nó sẽ gọi những hàm thư viện. Thì chúng ta sẽ nói về khái niệm thư viện sau. Thì chúng ta kết nối các thư viện. Thế xong khi mà đã dịch xong rồi, kết nối rồi, máy tính có thể hiểu nó phải làm gì. Tức là nó cần gọi một cái hàm nào đó trong thư viện thì nó sẽ biết là cái thư viện ở đâu để nó lấy cái hàm ra để nó thực thi. Thế thì và khi mà xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu chạy. Thì cái máy nó sẽ hiểu được, tại vì cái chương trình mà chúng ta viết bằng C thì nó đã dịch ra ngôn ngữ máy rồi thì nó thực hiện. Và khi nào thiếu những cái hàm gì ấy thì nó sẽ tìm các thư viện có sẵn. Thì đây là một cái nếu mà em nào đọc thêm thì đến cái link này đọc xem là một cái compiler, đúng không, là nó hoạt động như thế nào, tức là một bộ biên dịch thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Thì tôi sẽ không dạy ở đây tại vì thời gian có hạn. Mình nên đọc thêm để cho nó biết. Thế bây giờ khẩu quyết, đúng không? Thuộc khẩu quyết, nhớ đã, hiểu sau, chưa cần hiểu gì vội. Thì khẩu quyết vỡ lòng nó chỉ có 3 thôi. Thứ nhất là biến địa chỉ. Nếu mà nâng cao lên thì khó nhất của biến địa chỉ là con trỏ. Cái gì mà khó thì tôi là nâng cao thì là tôi tô màu đỏ. Khẩu quyết thứ hai là truyền dữ liệu. Đầu tiên là biết là biến địa chỉ là gì đã,
Thứ hai là biết truyền dữ liệu. Đấy, truyền dữ liệu vào, truyền dữ liệu ra, truyền cho các hàm khác, ghi vào file. Từ đấy là truyền dữ liệu. Thứ ba là sử dụng vòng lặp và rẽ nhánh. Thế thì chúng ta sẽ thuộc ba cái này thì được gọi là chúng ta đã biết lập trình theo kiểu vỡ lòng. Mà đừng coi thường vỡ lòng nhé. Vỡ lòng làm được tất cả các thứ trên đời này. Khi mà nâng cao lên thì khó nhất của biến địa chỉ là con trỏ trong C. Thứ hai là truyền dữ liệu thì truyền cho hàm và truyền cho API. Sau này chúng ta sẽ nói khái niệm API sau là cũng là cái đỉnh cao của truyền dữ liệu. Và thứ ba, về vòng lặp và rẽ nhánh thì chúng ta biết xử lý mảng và xử lý chuỗi. Đấy là những cái cấu trúc dữ liệu quan trọng nhất của lập trình. Thì chúng ta sẽ lần lượt, nhưng mà chúng ta nhớ đó, biến địa chỉ, truyền dữ liệu, vòng lặp và rẽ nhánh. Đấy, biết ba cái ấy, coi như xong vỡ lòng. Đó. Thế thì chúng ta tiếp tục học lập trình đấy. Chúng ta nhắc lại một tí về học lập trình. Đúng không? Đầu tiên là phải nhớ khẩu quyết đã. Thế sau đó chúng ta biết là biến địa chỉ. Đúng không? Hai là gì? Truyền dữ liệu. Ba là vòng lặp và rẽ nhánh. Đấy, chỉ biết ba cái đấy là lập trình được tất cả các thứ. Xong sau đó thì chúng ta bắt đầu đọc. Thì chúng ta lấy một cái code, chúng ta đọc. Đó. Thì chúng ta cứ căn cứ vào khẩu quyết mà đọc thôi. Thế xong sau đó thì chúng ta chuyển sang sơ đồ luồng. Từ code chúng ta biến thành sơ đồ luồng. Xong rồi chúng ta sẽ đi theo chiều ngược lại, là từ sơ đồ luồng chúng ta viết ra một cái code. Thế trong quá trình viết như vậy ấy, thì chúng ta phải hiểu thư viện. Đấy, tức là đây là những cái yếu tố quan trọng của lập trình. Tức là khẩu quyết này, đọc thì có code này, viết thì có sơ đồ luồng này, và thư viện. Đấy là 5 cái mà chúng ta phải thành tố của thao tác lập trình. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm viết code đơn giản. Đó. Đấy, đầu tiên chúng ta làm một cái gì rất đơn giản đã. Tức là chúng ta vẫn nhớ là chương trình là cái gì? Cho dữ liệu vào, xử lý, xong rồi cho dữ liệu ra. Đó. Thì bây giờ tóm lại là cái cách viết code đơn giản là đầu tiên chúng ta có bài toán. Từ bài toán chúng ta dựng ra sơ đồ luồng. Từ sơ đồ luồng chúng ta viết ra chương trình. Đấy, thí dụ như bài toán, đầu tiên là bài toán ví dụ 1, tức là bài toán nó đơn giản thế này thôi. Cho hai số nguyên A và B, chúng ta cộng A cộng B, xong sau đó A lấy chúng ta lại làm A trừ B, xong rồi hoặc là A nhân B, hoặc là A chia B, tùy. Tức là tóm lại đây là tổng hiệu tích thương, và chúng ta in cái số mà là tổng hiệu tích thương của AB ra màn hình. Đấy, đấy là một ví dụ, đấy là một bài toán. Bài toán thứ hai là chúng ta cho một số N bất kỳ, có thể là 5, có thể 10, có thể là 100, có thể là 1000, đúng không? Chúng ta cộng từ 1 cho đến số N. Thế và sau đó chúng ta in kết quả ra màn hình. Thì rõ ràng là cái bài số 2 này là nhiều khi chúng ta làm thì rất là vất vả, đúng không? Cho nên để máy tính làm thì nó ấn tượng hơn. Chứ còn số đầu tiên thì cái bài đầu tiên thì quá dễ, đâm ra có khi không cần máy tính, có khi cộng trừ nhân chia còn nhanh hơn lập trình. Thế nhưng mà đấy là hai cái ví dụ, chúng ta sẽ lần lượt xét hai cái ví dụ này, đúng không? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu là bài toán của nó là cộng hai số nguyên và in tổng hiệu tích thương ra màn hình. Và ví dụ 2 là cho một số n bất kỳ, thì chúng ta in sẽ cộng từ 1 cho đến n và in kết quả ra màn hình. Đấy là hai cái code này rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta phải theo dõi thật kỹ. Nếu chúng ta nắm được cách thì chúng ta có thể là viết một cái code phức tạp tùy ý. Đó. Bước đầu tiên rất là quan trọng. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về sơ đồ luồng. Vậy sơ đồ luồng là cái gì? Đúng không? Thí dụ như là từ bài toán vẽ sơ đồ luồng. Thí dụ bài toán, bây giờ chúng ta xét cái bài toán số 1 lúc nãy. Cho hai số nguyên A, B. Và chúng ta cộng, trừ, nhân, chia và in cái tổng ấy ra màn hình. Đúng không? Tổng hiệu tích thương ra màn hình. Thế thì bên tay phải là chúng ta bắt đầu vẽ sơ đồ luồng. Đầu tiên là bước thứ nhất là muốn làm được cái việc này, chúng ta phải khai báo là A, B là hai số nguyên. Đúng không? Là số mà số gọi là input. Còn số output thì chúng ta lại là số C. Thì chúng ta phải khai báo là A, B là số nguyên và C là số nguyên. Và chúng ta nhớ rằng là in số A, B là input, còn số C là chúng ta dùng để làm output. Và khi mà chúng ta có được kết quả C thì chúng ta
kết quả của A cộng B hoặc là A nhân B hoặc là A trừ B hoặc là A chia B thì chúng ta lưu vào C. Thế thì đây gọi là biến, đúng không? A là biến, B là biến, C cũng là biến, biến đầu vào và biến đầu ra. Thế xong sau đó việc thứ hai, khi chúng ta khai báo ra rồi thì máy tính nó hiểu được là A và B thì sẽ dùng để lưu các dữ liệu đầu vào và C thì in ghi dữ liệu đầu ra. Thì bây giờ chúng ta phải truyền, tức là truyền A vào, B vào, xong rồi cộng vào nhau là xử lý. Xong sau đó thì là cái kết quả được truyền vào C. C thì chúng ta muốn truyền kiểu gì cũng được, in ra file hoặc là ghi ra màn hình. Thì đấy là cái cách. Thế bước thứ ba, khi mà dữ liệu đã truyền dữ liệu vào rồi, đúng không? Là A, B thôi, thì truyền dữ liệu đầu vào. Thì chúng ta xử lý dữ liệu, tức là chúng ta tính C theo A, tức là viết là C bằng A cộng B, hoặc là C bằng A trừ B, hoặc C bằng A nhân B, hoặc C bằng A chia B. Thì sau đó thì chúng ta lại, bước thứ tư là chúng ta truyền dữ liệu ra, có thể truyền ra màn hình hoặc ghi ra file C, đúng không? Thế thì gồm, vậy là chúng ta gồm có 4 bước sơ đồ luồng. Đây là luồng dữ liệu nó đi từ bước 1 cho đến bước 4. Vẽ xong sơ đồ luồng rồi thì chúng ta bắt đầu lập trình được, đúng không? Đấy, sơ đồ luồng thì như lúc nãy ở cái trang trước chúng ta đã ghi sơ đồ luồng là khai báo biến dữ liệu vào AB và dữ liệu ra là C, đúng không? Đấy là cái bước thứ nhất của sơ đồ luồng. Bước thứ hai là truyền dữ liệu vào, tức là truyền dữ liệu vào biến A và biến B. Thế xong sau đó thì chúng ta xử lý dữ liệu là lấy làm sao từ A và B tính ra C. Xong sau đó chúng ta truyền dữ liệu ra. Thế là chương trình chúng ta chỉ làm 4 bước ấy thôi. Thì nó sẽ, cái chương trình nó nằm bên tay phải. Thì chúng ta lần lượt đọc cái code này. Chúng ta khoan hãy đọc cái dòng đầu tiên, đúng không? Dòng đầu tiên là include stdio.h. Thì cái dòng này chúng ta lát nữa chúng ta sẽ nói. Chúng ta chỉ biết là luôn luôn có cái dòng này. Tôi sẽ giải thích sau nhé. Bây giờ chương trình của máy tính bao giờ nó cũng có một cái gọi là main, đúng không? Một cái khối, hoặc là chúng ta sau này sẽ gọi là một hàm, là main. Từ hàm main thì nó sẽ làm một cái điều gì đó. Đấy, bao giờ trong chương trình máy tính nó cũng có một hàm, và hàm nó thực hiện một số thao tác nhất định. Thì cái hàm main này nó sẽ thực hiện toàn bộ cái sơ đồ luồng này, đúng không? Thì hàm main là nó bắt đầu từ một cái mở ngoặc cho đến cái đóng ngoặc cuối cùng. Thế thì toàn bộ những cái nội dung mà giữa cái mở ngoặc đầu tiên và cái đóng ngoặc cuối cùng thì đấy là nội dung của hàm main. Hàm main làm bước thứ nhất là chúng ta khai báo biến dữ liệu vào và dữ liệu ra. Thì vì A là và B là số nguyên cho nên chúng ta sẽ viết là int A, B. Và mỗi dòng như vậy thì kết thúc bằng một dấu chấm phẩy. Thế còn nếu mà chúng ta viết những cái lệnh gì mà chúng ta không muốn là máy nó thực hiện, mà cái đấy chỉ là để chúng ta đọc thôi, thì chúng ta đặt nó vào một cái slash hoa thị và đóng lại thì cũng slash hoa thị. Thì cái gì mà nằm giữa hai dấu hoa thị đó, slash hoa thị đó, thì là coi như là máy nó sẽ không đọc, nó coi như để người đọc thôi, đúng không? Thế thì cái dòng đầu, vậy dòng lệnh sau main sẽ bỏ qua và đến cái dòng thứ hai là in AB. In thì từ viết tắt của chữ integer, có nghĩa là chúng ta nói với máy là A và B là hai số nguyên, đúng không? Thế thì chúng ta cũng lại có một cách thứ hai để viết để máy nó không đọc, tức là chúng ta dùng hai slash, tức là vậy, hoặc kẹp giữa hai hoa thị, hoặc là đặt sau slash thì nó sẽ đọc đến cuối dòng và nó sẽ không, máy nó sẽ không đọc gì cả, nó cứ để kệ để chúng ta đọc. Thì chúng ta viết bên cạnh cái int AB đó là đề chữ là biến dữ liệu vào, để sau này chúng ta đọc là chúng ta hiểu logic của cái chương trình này. Trong số đó thì là chúng ta thứ hai là chúng ta biến là biết là C cũng là một số nguyên, thì chúng ta cũng khai báo là int C, xong lại chấm phẩy, cứ xong một lệnh thì là chấm phẩy xuống dòng. Đúng không? Và ở đây chúng ta cũng viết một cái, người ta gọi đây là comment, tức là một cái bình luận, tức là máy nó không đọc, chỉ để cho người đọc. Thì vậy là chúng ta viết là biến dữ liệu ra. Đúng không? Ok, xong, viết xong. Bây giờ tóm lại là chúng ta viết xong cái khối thứ nhất, đúng không? Thế tiếp tục sơ đồ luồng, chúng ta biến thành khối thứ hai. Thì chúng ta cũng comment một đoạn viết là hoa thị 2 truyền dữ liệu vào,
viết tiếp mà. Cứ viết lần lượt từng khối một đấy thôi. Thế thì bây giờ chúng ta phải đọc dữ liệu vào từ con trỏ. Tức là máy tính này nó sẽ yêu cầu là mình gõ cái một con số, thì con số ấy nó sẽ ghi vào A, đúng không? Thì để máy tính có thể nhận được dữ liệu từ bàn phím thì nó phải làm hai thao tác. Thứ nhất là máy tính phải cho cái người dùng họ biết là khi nào họ nhập vào. Thì bây giờ vậy là máy tính phải đọc lên màn hình, nó phải in lên hàng chữ là nhập số nguyên A. Đấy là ra lệnh mà. Thì lúc bây giờ mình bắt đầu cho chương trình chạy thì nó sẽ in là nhập số nguyên A. Để cách mà ghi lên màn hình cái chuỗi là nhập số nguyên A thì nó dùng cái hàm gọi là printf. Printf tức là khi mà đánh printf và mở ngoặc, trong đó có một cái chuỗi nằm trong ngoặc kép, thì tất cả những cái chuỗi A nó sẽ in lên màn hình. Thế khi mà nó in lên màn hình xong thì nó dừng lại đấy. Thì ở đây tôi có viết cái comment là in lên màn hình, đúng không? Thế xong sau đó thì máy tính nó sẽ đợi. Đợi là gì? Đợi là mình sẽ đưa cái số ấy vào máy tính bằng bàn phím. Tức là mình phải gõ cái số đấy. Ví dụ như mình muốn gõ số A là 7 chẳng hạn, gõ số 7. Hoặc là muốn số ấy là số 10 chẳng hạn, gõ số 10. Tức là mình gõ xong mình enter, đúng không? Bấm cái nút enter thì là kết thúc con số đó. Thì để mà đọc từ bàn phím vào ấy thì nó có một cái lệnh là scanf. Thế vậy là nó có công thức, tức là ông cứ đọc cái gì vào thì là mình in một cái chuỗi lên màn hình. Thế xong sau đó nhập số nguyên A, xong scanf thì là nó sẽ là cái công thức của nó là viết đúng như thế này, tức là đầu tiên là một số phần trăm mà trong ngoặc kép D. Ý nói tức là viết một số nguyên. Thế và mình sẽ viết một cái dấu và, xong rồi mình viết chữ A, đúng không? Thì tức là mình ghi cái số nguyên mà mình gõ ở trên bàn phím ấy, thì nó sẽ tự động là nó ghi vào biến A. Tại sao lại viết bằng cái chữ và ấy thì lát nữa tôi sẽ nói, đúng không? Thì bây giờ mình muốn làm 1.000, nhập 1.000 số nó vẫn được, đúng không? Xong cứ việc cứ print, xong lại scan, print scan, đúng không? Thế thì printf nhập số nguyên B, thì là in lên màn hình cái chữ nhập số nguyên B. Thì lúc ấy mình biết rồi, kết thúc của cái đấy thì mình cái màn hình nó bắt đầu đến cái lệnh scan, nó sẽ đợi là mình gõ cái gì vào thì lập tức nó ghi vào biến B nữa. Thì ở đây tôi cũng viết luôn là ghi input số nguyên B và địa chỉ B. Thế xong sau đó thì đấy là kết thúc của cái truyền dữ liệu vào đấy. Vậy là truyền dữ liệu vào ở đây là dùng một cái cặp printf và scanf, đúng không? Đấy, cái lệnh là như thế. Thì vậy là mà printf thì nó mình muốn viết cái gì lên màn hình thì mình viết thoải mái. Chú ý là đừng gõ dấu, tại vì dấu thì có thể là máy tính nó không hiểu tiếng Việt, rồi chúng ta phải viết là không có dấu. Đấy, chú ý là thế. Scanf thì là như cái cách viết là như thế. Cứ máy móc thôi. Số phần trăm D cho vào ngoặc kép phẩy, xong rồi có và, xong rồi cái biến ấy là A, B, C, D gì đấy thì viết vào. Thì là tự nhiên là mình cứ cho số nào vào là tức là nó bỏ vào biến A, xong bỏ vào biến B. Thế giả sử ở trên kia mình đề là in A, B, D, E, F, G, H, I, K cái thì mình cũng cứ scan F, print F, mình có thể đưa hàng trăm, hàng nghìn biến vào. Chỉ mất công gõ thôi, chả gì cả, đúng không? Thế thì nhưng mà nhớ cái công thức là printf, scanf. Ok, đấy là cái cách đọc dữ liệu vào bằng cách là printf và scanf. Tóm lại là công thức printf, scanf, tức là đọc dữ liệu vào từ bàn phím. Ok, sau khi bây giờ chúng ta đã đọc xong dữ liệu, truyền dữ liệu vào xong rồi, đọc vào tức là truyền vào, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước thứ ba, tức là xử lý dữ liệu. Thì ở trên kia tôi cũng viết là xử lý, đúng không? Giữa dấu hoa thị, máy tính nó không hiểu đoạn đấy nhưng người hiểu. Thì bây giờ C bằng A cộng B thì viết luôn C bằng A cộng B. Thì tức là cái máy tính nó sẽ làm gì? Lấy giá trị của A cộng với giá trị của B cộng lại thì ra C, được bao nhiêu thì nó bỏ vào C, đúng không? Thì bây giờ tính xong rồi thì là xử lý nó chỉ đơn giản thế thôi. Bước 3 rất là đơn giản, viết xong, đúng không? Tôi cũng cái đoạn đấy tôi cũng viết là tính A cộng B và gán giá trị
vào biến C. Xong rồi sau bây giờ chúng ta lại in cái giá trị truyền giá dữ liệu C ra ngoài. Thì cái cách của nó lại là print, chỉ viết ra lên màn hình thì rất dễ, chỉ print F thôi. Lúc nãy chúng ta đã thấy là print F cái chuỗi nào, viết cả cái chuỗi thì nó in lên màn hình. Thì bây giờ chúng ta cũng, đây chỉ hơi khác cái là nó ghi cái biến C lên màn hình. Thì cái cách viết của nó cũng dùng hàm printf là tổng A cộng B là. Xong xong đó thì chúng ta lấy bỏ vào ngoặc kép, có cái dấu phần trăm đó, đúng không? Bỏ vào tất cả vào ngoặc kép, xong rồi phẩy, xong chúng ta viết C. Thì tóm lại là lấy C nó in vào đấy. Chúng ta muốn in A thì nó cũng bỏ chữ A vào đấy thì nó cũng sẽ in ra A vào cái chỗ mà có phần trăm D ấy. Là nó in thẳng vào đấy. Vậy là nó in ra là tổng AB là hai chấm. Xong sau đó thì in ra giá trị của C hoặc là giá trị của A. Muốn giá trị gì thì mình chỉ cần viết cái biến vào đấy thôi. Thế đấy là bước cuối cùng. Vậy là chúng ta đã viết xong cả sơ đồ luồng từ 1 cho đến 4. Và sau khi kết thúc thì cái lệnh cuối cùng là return 0. Sau này chúng ta sẽ hiểu tại sao return 0. Tại vì nếu mà chương trình này nó bị chết giữa chừng thì nó có sự cố thì nó sẽ return những thứ khác. Còn chúng ta mặc định return 0 có nghĩa là chương trình này chạy thành công, đúng không? Thế thì đấy là quy ước thôi, cũng chả có vấn đề gì. Đấy, xong bây giờ chúng ta dừng lại một chút và chúng ta đặt câu hỏi, đặt một số câu hỏi, đúng không? Thứ nhất là thế nào là biến. Đây là một cái ví dụ về biến. Biến là ở đây chúng ta có mấy biến? Biến A, B, C. Vậy chúng ta có 3 biến. Và cái loại của biến này là gì? Là số nguyên. Số nguyên thì được đánh số bằng chữ int, tức là cái loại của biến. Int tức là viết tắt của chữ tiếng Anh là integer, có nghĩa là số nguyên. Đấy là int, tức là loại của biến. Nhưng mà biến là gì? A, B, C là biến. Biến tức là một cái chữ để sau này, và trong máy tính thì nó được thực hiện bằng một cái ô nhớ, và cái ô nhớ ấy thì nó lưu một cái giá trị. Thí dụ chúng ta viết là A bằng, khi chúng ta gõ vào màn hình, thí dụ 7 chẳng hạn, thì lập tức là nó lấy số 7 và nó ghi vào cái ô nhớ đấy. Mà cái ô nhớ mà đã được A gán cho A rồi thì nó ghi số 7. Xong sau đó thì bước thứ hai scan, print scan thứ hai thì chúng ta sẽ viết B là 9, thì chúng ta nó lại ghi số 9 vào cái ô nhớ của biến B. Vậy biến chẳng qua là nó là một cái địa chỉ để mà lưu các giá trị. Và tại sao gọi là biến? Là bởi vì bây giờ tôi ghi là 7, nhưng lát sau tôi có thể cho 8, 9, 10, tức là có thể thay đổi giá trị được, cho nên nó gọi là biến, tức là tiếng Anh là variable. Đúng không? Tức là chúng ta có thể lưu giá trị, xong lát sau chúng ta lại bỏ giá trị khác vào. Giá trị khác, tức là cái biến ấy nó thay đổi thì gọi là biến. Đấy. Biến là vì nó biến đổi, đúng không? Chúng ta có thể dùng A xong viết một chương trình rất dài, ở đoạn này chúng ta cho là lưu 7, nhưng đoạn sau chúng ta có thể đổi ý, chúng ta cho là 8, 9, 10. Thí dụ như sau cái lệnh, khi kết thúc cái luồng này rồi, chúng ta lại mở một cái luồng mới trước cái print zero, return 0 nhé. Return cái là nó ra luôn. Thế về trước cái lệnh cuối cùng thì chúng ta lại print scan A. Lúc bây giờ chúng ta lại gõ một số khác. Gõ lần thứ hai là gõ số 9. Lúc nãy chúng ta gõ số 7, chúng ta gõ số 9. Thì lúc bây giờ nó sẽ xóa cái số 7 đi mà nó ghi đè số 9 lên. Thì lúc A sẽ thay đổi. Vậy giá trị của A, B, C là luôn luôn thay đổi được, cho nên nó gọi là biến. Đúng không? Biến là một cái ô nhớ được có một cái tên. A, B, C là một cái tên của biến. Nó có một cái tên và nó là một cái địa chỉ trong máy tính, và nó ở đấy nó có một cái ô nhớ, địa chỉ của một ô nhớ, và ô nhớ ấy nó có thể bỏ các giá trị khác nhau. Nhưng nếu chúng ta khai báo nó là số nguyên thì nó chỉ giữ được số nguyên thôi, nhưng sau này chúng ta có thể bắt nó nhớ các cái loại biến là một cái thứ, một ký tự chẳng hạn A, B, C 789, hoặc là một chuỗi như là tên tôi chẳng hạn, là Ái Việt chẳng hạn, là có thể lưu được cả chữ Ái Việt. Đấy, thì vì vậy là chúng ta khi chúng ta khai báo nó là kiểu gì thì nó sẽ lưu được cái biến ở cái kiểu đó. Và trong C thì nó rất nhiều kiểu dữ liệu thì chúng ta sẽ nói sau. Hoặc là
cái đấy các bạn sẽ tự học đấy sau. Thì vì vậy là chúng ta xác định được một điều thứ nhất là sơ đồ luồng, viết ra chương trình như thế nào. Điều thứ hai, biến là gì, đúng không? Đầu tiên là khai báo biến, xong sau đó là truyền dữ liệu vào, dùng biến để truyền dữ liệu vào. Thứ ba là dùng biến để xử lý dữ liệu. Và thứ tư là gì? Dạy dùng biến để truyền dữ liệu ra. Thế thì đấy là vậy là tất cả chương trình trên đời này là đều xử lý dữ liệu vào để biến thành dữ liệu ra thôi, và truyền dữ liệu đi theo ý muốn của mình thôi. Câu hỏi thứ hai, đúng không? Biến thì giải quyết được rồi. Câu hỏi thứ hai là làm sao mà cái chương trình này nó print f scan f đấy đâu ra? Nó làm sao máy nó hiểu được print f scan f? Đấy, thì print f và scan f là hai hàm nó nằm trong một cái thư viện. Ở đây bây giờ chúng ta hiểu được cái bây giờ lúc nãy chúng ta hiểu được là code rồi này, sơ đồ luồng rồi này, dữ liệu đầu vào này, dữ liệu đầu ra này, có khẩu quyết này, đúng không? Truyền dữ liệu mà. Thế xong và bây giờ thì chúng ta hiểu được cái thứ năm là là thư viện. Thì hàm printf và hàm scanf là chúng nó lấy từ cái thư viện ra, và cái thư viện tên của nó là stdio. Thế và thông thường là nó trong một cái file là stdio.h. Thế là cái chương trình máy tính của mình sau khi dịch cái phần này rồi, nó sẽ đi tìm các cái hàm tên là printf và scanf. Thì nó tìm ở đâu? Nó tìm ở cái phần include kìa. Include tức là mang nó vào, đúng không? Bao gồm nó vào. Thì chương trình này sẽ bao gồm cả thư viện. Khi mà cái bộ biên dịch nó đọc đến đây thì tự động là nó chạy vào, nó tìm cái thư viện đó ở trong cái bộ SDK ấy. Và nó lấy cái thư viện, nó copy toàn bộ vào đây. Thì mình muốn gọi cái hàm nào trong thư viện này là cái SDK nó cho phép là máy tính hiểu được là trong stdio, cái thư viện stdio có cái gì là lấy ra. Vậy là chúng ta hiểu được cái cuối cùng là printf và scanf chẳng qua là những cái hàm có sẵn ở trong thư viện. Thế bây giờ làm sao biết được các chức năng của nó? Thì chúng ta phải mở cái thư viện ra, chúng ta học từng hàm một. Nếu mà chúng ta thuộc một cái thư viện, chúng ta thuộc càng nhiều hàm, chúng ta càng làm được nhiều thứ. Thì lát nữa tôi sẽ nói tiếp làm sao để mổ cái thư viện ấy ra, tức là cái phần cuối cùng. Nhưng bây giờ chúng ta cứ hiểu được là một cách máy móc, tức là printf là in lên màn hình, scanf là đọc dữ liệu vào từ màn hình, in viết lên và lấy ra, tức là chúng ta truyền dữ liệu ra là thoải mái, đúng không? Chỉ biết là printf và scanf chúng ta là cái hàm nào đó mà cái thư viện stdio nó đã trang bị cho mình. Đến đây có ai có câu hỏi gì không? Thì chúng ta sẽ đi tiếp